hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước và 137 năm ngày quốc tế lao động. Vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, tức ngày 15 tháng 3 âm lịch, Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Phước do Đại Đức Thích Tâm Thanh, trưởng ban làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Ban trị sự Phật giáo ba huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập đi thăm và tặng quà cho dân quân thường trực tại các chốt biên giới. Đón đoàn tại chốt biên giới xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, có Đại Đức Thích Bửu Hòa, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, Thiếu tá Lê Đắc Chiến, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Ninh. Tại chốt biên giới xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp có Thượng tọa Thích Minh Lộc, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, Trung tá Phan Văn Thành, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện. Tại chốt biên giới xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập có Đại Đức Thích Minh Hậu, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, Thiếu tá Nguyễn Duy Trung, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện. Tại các chốt, thường trực đại diện đoàn đã thăm hỏi sức khỏe Ban chỉ huy quân sự các huyện, động viên các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các công tác được giao để bảo vệ an ninh biên giới, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Ban Phật giáo Quốc tế tri ân sự vận động đóng góp của chư tôn đức thành viên, quý Phật tử quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, các mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình. Đại diện Ban chỉ huy quân sự các huyện cảm ơn tấm lòng từ bi của chư tôn đức Ban Phật giáo Quốc tế và các thành viên trong đoàn đã luôn đồng hành ủng hộ quân đội hoàn thành công tác bảo vệ an ninh biên giới.